Góp ý vào dự thảo luật việc làm sửa đổi, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị điều chỉnh mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng lên 75% mức bình quân tiền lương hàng tháng, đóng bảo hiểm thất nghiệp gần nhất trước khi thất nghiệp. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lý giải, hiện nay đa số các doanh nghiệp đóng bảo hiểm thất nghiệp theo mức lương tối thiểu vùng do chính phủ quy định, trong khi đó mức lương tối thiểu vùng hiện nay còn thấp. Do đó, mức trợ cấp thất nghiệp cần tăng lên 75% là phù hợp nhằm tạo điều kiện hỗ trợ người lao động có cuộc sống tối thiểu khi mất việc làm, thất nghiệp. Mưa lũ thời gian qua khiến tuyến đường giao thông liên xã từ xã Hồng Quang đến xã Bình An, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang có nhiều đoạn bị xói mòn, hư hỏng, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Để đảm bảo an toàn giao thông, các đơn vị chức năng của huyện Lâm Bình đang nỗ lực tập trung phương tiện, vật tư để khôi phục lại tuyến đường. Tuyến đường giao thông liên xã từ xã Hồng Quang đi xã Bình An, huyện Lâm Bình có tổng chiều dài gần 11 km, nền đường rộng 6,5 m, có vai trò quan trọng trong giao thương, phát triển kinh tế xã hội cho xã Hồng Quang và Bình An. Tuy nhiên, sau đợt mưa lũ vừa qua, nhiều vị trí đã bị hư hỏng nặng, xói lở mặt đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Tôi mong muốn là chính quyền có thể khắc phục lại con đường để cho chúng tôi đi dễ. Với lại bây giờ đi lại rất là khó khăn, do là đưa con đi học ấy, do là khó khăn lắm. Chỉ mong muốn là chính quyền có thể khắc phục lại con đường để cho chúng tôi đi cho dễ thôi. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Lâm Bình, do kinh phí đầu tư hạn chế, toàn tuyến dài gần 11 km nhưng mới đổ bê tông được 4,5 km. Mặt khác, trên tuyến hầu như không được đầu tư, xây rãnh thoát nước dọc, chủ yếu là sử dụng rãnh đất, nên khi nước từ đồi cao chảy theo các khe xuống đã gây xoáy lở mặt đường, sạt lở ta luy tại một số điểm có nền đất yếu. Hiện nay thì Ban Quản lý đã tập trung thứ nhất là về nhân lực vật lực để thứ nhất là đảm bảo là cái tuyến đó. Thứ hai nữa là hiện nay thì đang là vận chuyển coi như là bay rồi là đu lèn đảm bảo mặt đường thông suốt trong cái thời gian trong tháng 10 này. Và sẽ cố gắng hoàn thiện cái tuyến đường này trong tháng 10 để đảm bảo cho bà con giao thông đi lại. Hiện nay huyện Lâm Bình đang nỗ lực khắc phục, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân. Trước mắt là khắc phục các điểm sạt lở, đảm bảo an toàn cho phương tiện tham gia giao thông. Tổ chức san gạt, lu lèn, khắc phục tạm thời để nhân dân đi lại. Phần cuối bản tin là những tin tức đáng chú ý về giá cả thị trường. Giá hành lá do mùi ta thì là cao nhưng vẫn khó mua vì khan hiếm. Tại chợ, hành lá 80.000 đồng 1 kg, do mùi lên tới 120.000 đồng 1 kg. Theo giới buôn bán rau tại chợ, cơn bão và lũ lụt vừa qua làm nhiều diện tích rau màu bị thối hỏng nặng, trong đó có các loại rau gia vị. Tại siêu thị, rau mùi ta có giá 140.000 đồng 1 kg, còn hành lá là 90.000 đồng 1 kg. Tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi hôm nay giảm nhẹ trong phạm vi rộng và giao dịch trong khoảng 62 đến 64.000 đồng 1 kg. Tại khu vực miền Trung, giá heo hơi hôm nay điều chỉnh giảm 1.000 đến 2.000 đồng 1 kg tại Nghệ An và dao động trong khoảng 60 đến 63.000 đồng 1 kg. Còn tại tất cả các tỉnh thành phía Nam, giá lợn hơi dao động trong khoảng từ 60 đến 63.000 đồng 1 kg. Sau một ngày chững lại, giá hồ tiêu hôm nay tăng nhẹ 500 đến 1.000 đồng 1 kg so với ngày hôm qua. Giá mua cao nhất tại các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông là 145.000 đồng 1 kg. Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu cũng tăng nhẹ với mức 144.000 đồng 1 kg, tăng 1.000 đồng 1 kg so với ngày hôm qua. Tại Bà Rịa, Vũng Tàu, hiện ở mức 144.000 đồng 1 kg,